Dạ, ngoại ơi, ngoại dạ. Cho con hỏi thăm á, ngày dạ. Xưa chị quen sống ở đây chung với ngoại hả? Sống với ngoại với mà chừng má nó chết nó thì đi ở nhà trọ. Dạ, như vậy là hồi nhỏ thì chị quen sống chung với ngoại, đến lúc mà mẹ chị quen mất thì chị quen mới đi ở nhà trọ. Dạ. Dạ. Hồi đó mẹ nó cũng bọn con đi bán vé số. Dạ. Đó mẹ chị quen bồng chị quen đi bán vé số hả ngoại? Dạ. Rồi hồi trước là ngoại làm công việc gì ngoại? Lúc ngoại còn khỏe á? Bán bán bình vậy đó. Dạ. Rễ quạt, rau cải gì đủ thứ hết. Bán rau cải hả ngoại? Con hồi nhỏ thì ngoại có đông con không? 10 đứa con. 10 người con luôn ha. Dạ. Giờ con có 3 đứa. Dạ. Có 7 đứa. À, cũng như là mất 7 đứa ha. Dạ. Bây giờ còn có 3 người à. Con có 3 người. Cái đó là mới mất hay là mất lâu ngoại? Mất lâu rồi. Mất nhỏ 4 đứa. Dạ. Lớn có vợ có chồng 3 đứa. Mình sao mất dữ vậy? Hay bệnh hả? Bệnh không có thuốc. Không có tiền thuốc ha. Ăn không nó. Dạ, nên mấy đứa con của ngoại dạ. Thì là mất hồi nhỏ cũng có mà mất lớn thì cũng có. Dạ, mất lớn 3 đứa, nhỏ 4 đứa. 10 tuổi rồi mới mất. Dạ. Rồi giờ ngoại ở đây với ai? Tuổi. Dạ, ở đây với dì Sáu nó. Dạ. Là có ngoại với dì Sáu thôi ha. Dạ. Rồi hồi trước là chị Ven có hay về đây không ngoại? Lâu lâu về lần. Dạ. Là chị quen là được mấy người anh em không ngoại? 4 đứa. 4 đứa? Dạ. Là chị quen là thứ mấy? Út. Là Út ha? Dạ. Rồi còn 3 người kia chắc cũng có gia đình hết ha? Có gia đình hết. Dạ. Rồi ở gần đây không ngoại? Ở xa. À, đi làm thành phố ha? Trật không. Ở Trà Cú với... Ở Trà Cú là gần đây mà. Ở Trà Cú với Sóc Trăng. Sóc Trăng. Sóc Trăng ở 2 đứa. Dạ, yeah, cũng như là cái đó là có chồng về dưới Sóc Trăng. Chồng có vợ ở Sóc Trăng. Dạ, yeah, cũng như là có chồng, có vợ, như là cái đó là mình ở ghế không ngoại? Dạ. Yeah. Sao mà không ở đây mà đi ở ghế? Ở đây không có gì. Không có công ăn việc làm ha? Không có. Nên qua bên đó ở, chắc có nếu ở ghế chắc hoàn cảnh cũng khó khăn. Mới có chồng đi ở đó, yeah. Không hồi đó thì ở chợ. Làm mướn làm tí cho anh ta đó. Vậy là anh em của chị quen làm mấy nữ mấy nam ngoại? Hai nữ hai nam. Hai nữ hai nam. Dạ. Ngoại bị lạnh chân hay gì thấy ngoại đeo vớ ngoại? Dạ. Cái chân nó tê đó. Tê hả ngoại? Nó tê thì sao mình đeo vớ nó hết không? Không, tha dù. Thay dầu. Mình mới mang vớ vô ha. Dạ. Để cho dầu nó đừng có lon ra ngoài, nó dạ. Mau hết dầu ha. Dạ. Ngoại ơi, ngoại dạ. Cho con hỏi thăm á, chị Quen hiện tại á ngoại thì bị hành căn á, nhưng dạ. Mà ngoài ngày trước á khi ở chung cùng với ngoại á là có cái biểu hiện này không ngoại? Không có, mới sau đây. Dạ. Sau đây năm mấy rồi. Là chỉ mới bị một năm mấy thôi hay ngoại ha? Dạ. Dạ. Rồi nói nó không có như bây giờ. Cũng nói chuyện, lát nói chuyện này, lát nói chuyện khác. Dạ. Rồi, chồng nó hay giỡn rồi, mới nói đừng giỡn. Rồi vợ chồng đừng có quanh lộn với nhau. Nói vậy rồi làm thân đi, lo nuôi con đi. Nó nói dạ dạ rồi vậy đâu có nuôi được. Dạ, như vậy là hồi xưa cách đây khoảng một năm mấy
là chị Ven bắt đầu là có cái biểu hiện là hành căng. Nhưng mà chỉ là nói láp giáp vậy thôi. Chứ không có nói Phật Pháp như bây giờ hay ngoại không? Nhưng mà lúc đó là ngoại có biết là chị Ven có căn duyên với Phật không ngoại? Không biết. Lúc đó là chưa ha? Còn bây giờ thì chị Ven nói giống như là về Phật Pháp đó ngoại. Rất là hay và được nhiều người yêu mến đó. Như vậy thì cái cảm nghĩ của ngoại như thế nào? Thì buồn mà ngủ không được. Sao ngoại buồn? Thì biết đi đây đi đó đó. Rồi bây giờ đây này mới yên tĩnh. Ý của ngoại là khi mà chị Ven bị hành căng á, là chị Ven hay đi đây đi đó ha, không có ít có quay về nhà thăm ngoại ha. Cho nên là ngoại buồn. Ngủ đâu có được. Thứ hai là nếu mà chị quen đi như thế thì ngoại cũng phải lo. Bởi vì con gái mà đi đầu này đầu kia rồi cũng không có ít về nhà đó, nên ngoại cũng lo. Như vậy là ngoại buồn ở đây có nghĩa là buồn vì chị quen đi nhiều quá, rồi ngoại không biết cái tình hình ra sao. Cho nên trông ngủ không được hay ngoại ha. Nói chung là lo cho con cháu. Cũng tội ngoại quá. Ngoại năm nay được bao nhiêu rồi? 82. Chàng ơi quý quá. 82 mà con thấy ngoại cũng đi tới đi lui rồi bình thường nha. Vô 83 rồi. 83 rồi ha. Đã vô 83. Thêm 17 năm nữa ngoại ơi. 17 năm. 17 năm nữa đi cho tròn 100. Cảm ơn con nhiều, nhờ con cháu giúp cho mừng có thể sống được vậy, cũng con cháu nó cũng mừng. Thì chiều nay con cũng có kêu anh thợ mà khoan giếng nước tới để anh tư vấn cho gia đình, cũng như là anh xem anh báo giá như thế nào để ngày mai là nếu được giá và sự đồng ý của bà ngoại cũng như là dì Sáu thì ngày mai con sẽ kêu thợ tới khoan giếng nước. Mà điều lo ngại ở đây là hiện tại bây giờ là đường điện là không có, nhà mình thì đường điện không có, mà khi mà mình vào đường điện vào nhà thì chi phí là rất là lớn. Đó thì cũng mong rằng là quý mạnh thường quân các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cũng như là hỗ trợ cho gia đình ngoại cũng như là dì Sáu vào đường điện, để gọi là dì Sáu có thể là xài điện nè, rồi xài nước nè, có thể là sửa lại căn nhà, mà đặc biệt là sửa lại căn nhà phải có điện. Phải có điện người ta mới làm được, có điện có nước mới được. Như nhà tiền chế phải có máy hàng, máy hàng là phải dùng điện nhiều nè. Còn nhà xây thì cũng phải có điện để mà người ta cắt cái này cắt cái kia, rồi có thể là hàng cái này hàng cái kia, hoặc là trộn bê tông này nọ, phải có nguồn điện. Rồi con cảm ơn ngoại nha. Bà cảm ơn con hết tất cả. Con cũng đang chờ anh thợ khoan giếng tới. Những công việc nặng nhọc lắm. Chứ nuôi cha mẹ mà nuôi con nữa. Nhờ người ta bán thiếu cho đó. Chừng trả rồi thiếu nữa. Không có thiếu ta đâu. Người tới con đó, nuôi mình thiếu nợ người ta. Nhà của mình là mình không có tiền để mình làm cái nền bằng gạch ha không ạ? Thấy nền đất thấy cái thương ngoại quá ha. Cảm ơn con nhiều lắm. Ở đây con thấy có mì là chắc mấy nay là có mấy nhà hảo tâm cho ha. Thì cụ nào ở bên nào này thấy hoàn cảnh khổ. Ở ngoại mì với mấy đồ ăn bột ngọt được ha. Rồi ngoại nói đi sao đừng có sách nữa. Nặng nề. Ngoại có còn nấu cơm được không? Dạ. Ngoại á, ngoại có còn tự nấu cơm được không?
nấu lon hay lon được. Yeah. Còn cũng... nhiều thì dở lên không được, bị bếp cao. Yeah. Còn nhắc xuống thì đỡ. Xuống thì ngoại đỡ. Bình thường ngoại nấu cơm ở đâu ngoại dẫn mấy anh em con ra coi được không? Không có nấu, sao nấu. Nấu, à sao, sao nấu rồi mới đi. Mình nấu bếp nè. Ra, bếp củi với ngoại. Bếp củi, nè, củi sao nè. Nấu rồi. Mới đi bán, yeah. Vậy đó. Sáng thì nấu rồi, để cho ngoại ăn rồi mới đi bán. Rồi có cá kho nữa. Cá kho. Cá lồng tông hả? Không, không phải cá rồng tông mà giống giống rồng tông. Cá này, con cá rồng tông biển. Cá gì vậy? Dạ, con thấy hình như là ở trong nhà mình ở ngoài có một bàn thờ Phật Thích Ca hả ngoại? Dạ. Cái này là bàn thờ này lâu lâu chứ ngoại? Tôi thờ ông Phật nó một ông thôi. Là để sao là... ngoại? Hồi nào giờ ngoại chỉ thờ một ông Phật một thôi. Đi thỉnh Phật nói thỉnh cái khác. Đi cái vậy thỉnh cái một ông rồi. Bởi vậy ở mình đó. Dạ. À, ngoại đổi Phật khác không được không đó, ai đền thờ gì hết. Ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại cho dạ. Con hỏi ngoại có đổi từng đổi hình Bồ Tát đâu chưa? Không, có một ông. Có mình nên Phật Thích Ca là được thôi. Dạ. Là từ hồi đi xưa thỉnh thỉnh cái khác qua lợi về qua một ông người con tu đó, con thứ năm, con đi. Thứ năm tu hả ngoại? Đâu ngoại chỉ cho con coi. Con ngoại, ngoại có một người con đi tu ha. Dạ đó, cái hình này hình chụp nè, một dạ. Một bệnh rồi hình lúc ở trong chùa đây ha. Dạ mới được một năm, học được một năm rồi bệnh. Yeah. Rồi tôi cũng không có tiền thuốc trị nữa. Có đó, cái này hình qua. Yeah. Nghĩa là nhà ngoại là cũng có một người đi tu ha. Yeah. Yeah. Là tu được một năm hả ngoại? Một năm rồi bệnh rồi. Tu ở chùa nào ngoại? Chùa Quy Nông mình nè. Yeah. Tên Bà Lợi ạ. Dạ, yeah. Còn ngoài người anh tu đó ra ngoại thì có yeah. Còn ai tu nữa không ngoại? Có người em, cha mẹ bệnh hồi năm mươi, rồi tôi ở đợ một năm, lần trước thì 30, rồi đi chủ nhà đi có em ta, nói tôi mới được người yeah. Xứng đáng, khỏi sai khỏi biển. Có gánh rồi về nhà quét nhà sạch rồi mới ăn cơm rồi mới đi để rôm cho ăn rồi coi gà nó bơi sao rồi vui củi luôn. Nó đi khoe người ta cái gặp người ta muốn mướn thì nói đi ở tôi cả 50 rồi mới xin chị đi ở đi nuôi cha mẹ nuôi em hai được hai người nữa. Yeah. Ngoài kiếm chỗ nào ngồi đi qua thấy ngoại. Vậy là xưa ngoại cũng đi ở đợ ha. Ở đợ. Yeah. Ngoại qua tới có chồng luôn. Ở đợ tới có chồng luôn ha. Tới có chồng luôn. Quá trời vừa khô nè. Vừa khô vậy. Ngoại ngồi giống như ngoại cho khỏe ngoại. Trong trước thì chết mùng năm rồi con thứ hai đó tay rồng mới sanh. Ngoại ngồi giỏng đi ngoại, ngoại qua ngồi giỏng đi. Rồi tới có chồng sau này mới được 9 người con nữa, được 10 người. Vậy ở đây là giống như quê ông ngoại hay là quê của bà ngoại? Quê bà ngoại ha. Yeah. Hồi tôi còn nhỏ 13 3 tuổi đó chạy dắt đó rồi ở trên kia mà bây giờ rồi chạy dắt đó đi tới chùa. Ngoại ơi, ngoại cho con hỏi thăm á. Dạ. Như vậy là người con mà đi tu của ngoại là người con thứ mấy? Con thứ năm. Con thứ năm ha, là chị quen kêu bằng gì ngoại? Kêu bằng cậu. Cậu năm. Cậu năm ha. Dạ. Khi mà người con thứ năm của ngoại mất á, có dạ. Từng về thăm ngoại không ngoại? Nó à? Dạ. Sau khi mà người con thứ năm của ngoại mất á, có
có từng về thăm ngoại không? Không thấy à. Ngoại cũng không nằm mơ thấy luôn ha. Không thấy. Dạ. Người này cũng không thấy nữa mà. Rồi những người con khác á là có về không ngoại? Ờ. Có người nào mà về như là cho ngoại thấy nằm mơ không? Nằm mơ có thấy con nhỏ mà thứ ba đó, thứ tư đó, yeah. Em của má nó nói má ơi, tôi ông trời cứu con sống rồi. Chuyện ơi, cứu con sống rồi mới được cậu năm đó. Người thứ tư đó là về nói với bà ngoại là dạ. Được ông trời cứu sống. Dạ, con gái mà được đàn ông. Như vậy là chắc con nghĩ là được lên trời đó. Dạ. Dạ. Thấy vậy rồi. Là chỉ có người con gái thứ tư là về thăm ngoại thôi. Thăm rồi. Còn cái người anh thứ năm này thì không có về thăm ngoại. Phải. Dạ. Dạ, cũng như là cho con hỏi ngoại. Dạ. Cũng như là con thấy trước cửa của ngoại đó. Thì dạ. Cũng như là có một cái cây bồ đề. Dạ. Cây bồ đề đó là từ đâu mà có vậy ngoại? Con chim nó tha hột á. Dạ. Chỗ gốc dừa đó. Dạ. Rồi thằng thứ bảy đứng lại trồng những đó. Dạ. Mà con không biết, mà con thấy đa số là người dân mình á thì đâu dạ. Có ai mà trồng cái cây bồ đề mà trước cửa nhà. Mà sao ngoại trồng? Lúc đó ngoại có ý nghĩ hay là cũng như là có ý... Không có nghĩ gì. Thứ bảy nó trồng thôi. Nó, dạ. Chứ nó mình cũng không nghĩ gì ha. Dạ. Tại đa số trồng... cây bồ đề đó mình trồng ở trong chùa. Dạ. Chỗ nào vắng vẻ. Dạ. Chứ mà con thấy cái này là cây bồ đề mà ngoại trồng là ở trước cửa nhà đó. Dạ. Là cây bồ đề này là năm nay bao nhiêu năm ngoại? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Cỡ tuổi chị quen không? Cỡ đó. Cỡ đó ha. Vậy là hai mươi mấy năm. Dạ. Đây cây bồ đề này con thấy cũng như bây giờ là cũng như mình chặt nhánh đó, nhưng mà cái bộ rễ nó rất là lớn. Dạ. Chắc cũng cỡ hàng tuổi của chị quen ha. Mà lúc mà cây bồ đề này có là chị quen có chưa ngoại? Hồi đó không biết. Không nhớ ha. Quên rồi, không nhớ. Dạ. Biết sao qua là gì đó. Dạ. Lớn rồi mới trồng cái gì đó. Dạ. Mà ở đây con chim nó ăn vậy là nó mọc được mấy cây ngoại? Hay là có một cây một? Ba bốn cây. Dạ. Cũng như là ba bốn cây. Từ đó bốn cây trồng á. Rồi xong là cũng như là mấy ông cậu của chị quen rồi mới bứng lại đó chồng. Dạ. Ngay trước cửa luôn. Mà chắc lúc đó giờ chắc cũng không nghĩ gì ha. Dạ. Mình chồng trước cửa ăn để cho nó mát. Để cho mát. Để cho mát rồi mình cất nhà ông trời luôn. Cất gì ngoài? Cất nhà ông trời gì đó đó. Cất cái bàn thờ ông Thiên đó. Bàn ông thờ ông Thiên đó. Dạ. Là kêu là nhà của ông trời. Dạ, ông ngoại định cắt cho ông trời một cái nhà. Dạ. Ông ở dưới cái cây bồ đề. Dạ. Dạ, quý ngoại quá. Nhưng mà con thấy ngoại hình như cũng có cái đức tin đó, là tin dạ. Vào Phật Thích Ca dạ. Ngoại dạ. Là nhất tâm luôn hả ngoại ha. Dạ. Dạ. Ngoại con có nghe chị Ben tâm sự đó ngoại. Chị Ben nói sau này mà khi mà chị Ben lớn tuổi rồi đó thì dạ. Chị Ben sẽ về ngồi dưới cái gốc cây bồ đề ở trước cửa nhà ngoại á, ngồi là tu khổ hạnh ở đó, là coi như không có ăn uống gì hết. Dạ. Thì ngoại thấy sao ngoại? Thấy biết sao đâu, tại sao cháu vậy đó. Nói con ngồi thiền. Ngồi thiền. Ngồi thiền. Là chị Ben cũng có tâm sự với ngoại ha. Dạ. Dạ. Người chị quen về đây là có thường ra ngoài cái gốc bồ đề mà ngồi thiền không ngoại? Không, rồi một lần đó thôi. Dạ. Giờ đi ở chợ nhà trọ. Là ở nhà trọ. Ở nhà trọ nó nghe nói ngồi thiền lên gốc cây nữa rồi nắng mưa gì ở đó luôn à? Dạ. Không có chỗ. Rồi lúc nghe nhỏ là nói. Dạ. Tại lúc nhỏ là tính cách của chị quen sao ngoại? Hồi nhỏ thì không biết sao. Như là có giao tiếp nhiều với mọi người không hay là ít nói hay sao ngoại?
Ít nói. Ít nói ha. Ít nói rồi ánh sáng thôi. Dạ. Xài gì không được đâu. Dạ. Rồi bình thường rồi, được ánh sáng mừng rồi. Dạ. Tối gió mưa gió thì tắt. Dạ. Đâu có thấp được. Dạ. Rồi cơm cũng có gì ăn. Dạ. Có điện đâu mà ăn. Dạ. Chừng hết gió mới đốt điện ăn. Coi như hồi hồi trước thì mình không có đèn để tối mình ăn cơm khó khăn ha. Dạ. Còn bây giờ có được cái đèn thì đỡ hơn ha ngoại. Điện đó. Dạ. 6 giờ cháy, 6 giờ sáng tắt. Dạ, 6 giờ là tối là tự nhiên cái đèn nó cháy ha ngoại. Dạ. Vậy im quá rồi ha. Dạ. Được ánh sáng là mừng rồi. Nhưng mà nước nối không có. Dạ. Rồi nước sinh hoạt hàng ngày mình nấu ăn này kia là mình lấy từ đâu ngoại? Sinh cái đường lộ. À, đi sinh ngoại ha. Dạ. Còn nước ở dưới mương này ở đây là mình sử dụng không được ha ngoại? Sử dụng không được. Là bị phèn hay gì ngoại? Phèn chứ mặn. Dạ, bị mặn nữa ha. Hồi đó mặn. Dạ. Bây giờ hết mặn rồi. Nước ngọt vô. Dạ. Nó rồi người ta mới làm ruộng được hai ba mùa đó. Dạ. Nhờ vậy hồi đó có một mùa có cái háp hết không được ăn. Dạ. Bị không có mưa nữa đó. Rồi ngoại có khi nào mà ngoại tâm sự với chị Quen á, ngoại có nói là thôi con về đây ở chung với ngoại không? Rồi nó bị vậy nói con không ở đâu. Dạ. Ở đường ra vô khó quá rồi con đi không được. Dạ. Yeah. Tại về nhà ngoại ở đây thì phải đi một cái đoạn đường khoảng 500 mét ha thì mới vô được tới đây mà đường rất là nhỏ luôn. Dạ. Dạ. Hồi đó đường đi được chạy xe được tại vì người ta trồng cỏ đó. Dạ. Tại vì cô vợ chồng này mới lại ở đó trồng đi đất người ta trồng luôn. Dạ. Yeah. Rồi mình đâu có dám nói gì. Dạ. Yeah. Rồi chủ người ta nói không nói thôi. Rồi chừng chủ người ta trồng đi không được bỏ lịch. Dạ. Có nó ngã lên ngã xuống. Dạ. Yeah. Ngoại thì bây giờ cũng ở lòng vòng trong nhà chứ ngoại cũng đâu có đi đâu xa ha ngoại? Không có đi đâu xa. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ. Yeah. Rồi thăm bà. Dạ. Yeah. Thôi ngoại nằm võng ngoại nghỉ một chút đi ngoại. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Bữa nay con nghe nói hình như là có mấy anh mà làm cây nước gì cho ngoại, thấy cũng mừng cho ngoại ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ, con xin gửi lời chào cô Sáu ạ. Dạ. Dạ, thưa cô Sáu cho con hỏi thăm cái biểu hiện mà chị Quen bị hành căn á cô Sáu. Thì cái ngày diễn ra cô Sáu có ở đây không cô Sáu? Dạ không. Từ nó cũng như là bị hành căn bao lâu thì tôi không có biết. Có một lần nó ngồi thuyền á, ngồi thuyền rồi cái không biết ai ta bắt cóc. Giỡn hay sao á, bắt cóc em bé rồi cái vợ chồng đi tìm khắp nơi hết. Rồi xong rồi đi tìm ở miếu rồi trên đường về đây cũng 9-10 giờ đêm rồi mới xin tá túc ở đây một đêm mà lúc đó là nghe tiếng cháu Quen là nói tiếng rất là lạ, nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Giống như em bé vậy. Yeah. Rồi cũng như là bước tới cũng chào hỏi dạ thưa, còn đến khi đi cũng như vậy, là cái biểu hiện khác hơn mọi khi á. Nhưng mà mình có biết ai giỡn bắt cóc em bé không cô Sáu? Dạ không biết, rồi sau này thì cũng như là công an ta cũng điều tra ra rồi người ta trả lại em bé. Dạ, như vậy là mấy ngày mới tìm được cô Sáu? À, không biết, tại vì lúc mà dặn nói khi nào mà tìm em bé ra được rồi thì lại cho hay. Tới chừng mà tìm em bé được rồi thì cũng lợi cho hay cho ngoại hay. Là cái khoảng thời gian đó đến đây cũng... là khoảng một năm mấy không cô Sáu? Dạ không, cái thời mà bị bắt cóc em bé là lúc đó là chưa, em bé chưa có gửi ở chùa. Dạ, như vậy là trước nữa. Dạ trước đó, em bé sau á.
là lúc đó chị Quen đang ngồi thiền. Dạ. Thì ai một người lạ người ta mới đến chắc dẫn. Chắc người quen thôi. Dạ. Nếu mà người ta ba có cố tình bắt cóc mất luôn á thì mình chắc không ít có khi nào tìm thấy lắm. Dạ, nhưng mà lúc đó là chị Quen đã bắt đầu ngồi thiền rồi. Dạ, ngồi thiền hồi lúc mà chưa có hành căn là đã ngồi thiền rồi. Khi mà về đây cũng đó có ngồi thiền rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó chưa có hành căn. Là lúc đó thì ngồi thiền nhưng ngồi mà thiền bằng đêm. Thoát ra dạ, giống như là xả thiền á cô Sáu. Thì bắt đầu là trò chuyện bình thường. Vẫn bình thường. À, không có cái biểu hiện là biểu hiện hành căn là căng. Mới có một khoảng một năm nay thôi à. Dạ. Khi mà cô Sáu cho con hỏi thăm á, khi mà chị Ven hành căn á là cô Sáu cảm nhận như thế nào cô Sáu? Thấy lúc đó là cháu mình lúc đó thấy cũng ngoan hiền, nói chuyện dạ thưa nhỏ nhẹ lắm chứ không có như trước đây. Trước đây là sao Sáu? Trước đây cũng như là nói chuyện thì cũng không có ngoan bằng lúc mà hành căn. Yeah. À. Cũng như là người bình thường thì nó khác, còn có hành căn thì biểu hiện khác. Dạ, yeah, có nghĩa là nó sẽ giống như là lịch sự và lễ phép hơn. Dạ, yeah, lễ phép cái hơn là ăn nói nhỏ nhẹ hơn, tương đi cũng nhẹ nhàng. Dạ, yeah, rất màu nhiệm ha cô Sáu. Dạ. Dạ, nhưng mà cô Sáu có nghĩ là ở bên trong của quyền mình về không cô Sáu? Tại vì tôi cũng người phàm, tôi cũng không có học cao hiểu rộng, nói chung là không có được ăn học quá ra cho nên cũng không có hiểu chuyện lắm. Chỉ có mấy người ta biết nhìn nhận thức á, người ta mới biết cái đó là hành căn là cái biểu hiện là tốt hay xấu là người ta nhìn người ta biết liền. Còn mình người phàm mình không có học thức, mình nhìn không có biết. Chỉ có biết là thấy nó ăn nói nhỏ nhẹ thì mình biết như vậy thôi. Dạ. Yeah. Có nhiều quý vị khán giả người ta nghi ngờ là bên trong của quyền có nghĩa là cậu Năm á. Dạ. Yeah. Cậu Năm ứng khẩu cho chị Ven. Dạ. Yeah. Bắt đầu là mới nói pháp được. Tại yeah. vì cậu Năm là người có tu tập á. Dạ. Yeah. Với lại cậu Năm cũng cái trình độ học là mới có được một khoảng chừng một năm mà cũng chưa có được cao siêu lắm, cũng như là còn nói chung là mình học được mới được thấp thỏm thôi, mình giống như là học mới chập chững là không có được học cao hiểu rộng lắm, tại vì mới chừng một năm hoặc là chưa tới một năm là cậu Năm bệnh mất rồi. Bởi vì cái cao siêu, cái trình độ là không có được cao thượng lắm. Dạ, giống như là những cái lời pháp nói không, giống như là không có đạt tới cái trình độ như chị dạ, bây không, giờ. Dạ, không có trình độ. Nhưng mà con nghe bà ngoại nói là hình như là còn một người cũng tu nữa hả cô Sáu? Còn một người nữa là ông cậu. Ông cậu? Ông cậu em, thứ ba. Em của bà ngoại. Dạ, là người ông cậu đó tu lâu không cô Sáu? Tu lâu, lâu bao lâu má? Cũng lâu. Mấy năm? 3-4 năm gì đó. Ông cậu đó là tu 3-4 năm á. Dạ. Dạ. Như vậy thì cũng có thể là mình có thể đặt nghi vấn là ông cậu. Ừ. Dạ, điều đó tôi cũng không có khẳng định được. Dạ. Cũng như ở đời nuôi. Khi mà con cùng với chị Ven á. Dạ. Đi các thầy á. Dạ. Thì các thầy cũng có nói là chị Ven á là được cái phần bên cửu quyền. Dạ. Bên ngoài. Bên ngoài. Dạ, cửu quyền. Dạ. Và là ứng khẩu để mà luyện cho chị Ven tu tập. Dạ. Dạ. Như vậy là ông cậu. Ông là cậu. Là em của bà ngoại. Em của bà ngoại. Là người đã tu giống nhiều năm hơn. Nhiều năm hơn là cậu Năm. Cậu Năm mà thì chừng khoảng chừng chưa tới một năm là bị bệnh. Dạ. Dạ. Nhưng mà Sáu biết sao không? Khi mà con giao tiếp cũng như là trò chuyện cùng với ngoại á. Dạ. Thì con mới biết được á là ngoài ông cậu ra thì cậu Năm và bà ngoại cũng là người tu tập nữa. Dạ. Con thấy bà ngoại hình như là nói là thờ Phật Thích Ca cũng đã lâu lắm rồi. Dạ, lâu lắm rồi. Dạ. Rồi gặp ở nhà mình thì lại có duyên, có cây bồ đề nữa. Dạ. Dạ, rất là màu nhiệm với Phật Pháp. Dạ. Dạ. Thưa cô Sáu, trong thời gian sắp tới đây á, thì cô Sáu có cái giống như là cái lời khuyên gì hay là có cái điều gì muốn gửi đến các cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa không cô Sáu?
Thì gia đình tôi cũng nghèo khó từ bấy lâu nay, cũng nhờ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình tôi cũng rất cảm ơn nhiều. Dạ, quý dạ. Cô Sáu quá. Dạ. Dạ rồi, thôi thì... Cô Sáu có thể chia sẻ thêm á cô Sáu, là khi mà chị Ven hành căn ở nhà của mình á, là chị thường hay nói những cái câu nói... Dạ không, hồi lúc mà... đang cũng như là đang có bầu thằng bé nhỏ là yeah. Lúc đó là chưa có hành căn chưa có hành căn, là lúc đó thì nói chung là người thân thì hay nói thiệt, mà nói thiệt á thì sợ nhiều khi có nhiều người hiểu lầm là không biết mình nên nói cái câu đó đúng hay là sai, có nên nói hay là không nói, không nói không nên nói, bởi vì thường thường là người thân lúc nào cũng khuyên bảo con cháu đừng có uống rượu bia, là để cho mình cái cuộc sống của mình thì dễ sinh hoạt, cũng như là về bản chất nuôi con á, thì được tốt hơn. Còn nếu mà mình lỡ uống rượu bia xỉn á, thì không có nuôi được con, không có chăm sóc được con, rồi cũng như là nhiều dông này, nhiều dông kia, rồi nhập xác vậy đó, rồi dông theo vậy đó, rồi cũng như là biết dông tốt hay là dông xấu, là mình rất sợ điều đó thôi. Chứ còn ngược lại thì nó bảo là sao dì Sáu khó quá. Nay bởi vì nếu mà dì Sáu không có rầy khuyên như vậy á, thì là con cháu sẽ hư mất. Tại vì muốn làm gì làm, rồi rút đó rồi xỉn sai rồi. Mỗi khi là đàn ông đàn bà uống rượu xỉn sai thì dông nào cũng có thể theo được hết. Nếu mà mình giữ mình một người bình thường không có uống rượu bia đi rồi đâu có dông nào theo. Thì cứ nghĩ vậy thôi. Còn bà chị là mẹ của nó, là trước đó là cũng có 3-4 đứa con thì đâu có uống rượu xỉn sai đâu. Mới nuôi được tụi nó được lớn lớn rồi. Đến 5-10 tuổi rồi bà mới nghiện rượu đó. Sau này thôi chứ không phải là lúc còn ẵm con. Yeah. Lúc còn ẵm con á, thì chỉ tảo tần rất nuôi con rất là chu đáo. Rất là nhiều người ta đòi xin đòi mua cũng không có bán. Sợ anh em 4-5 đứa rồi xảy đàn tan nghé, rồi như là không biết anh em á. Rồi sau này cũng như là nhiều thời gian sau gặp lại, nhiều khi người đó lấy người này lấy người kia thì chị rất là sợ điều đó, cho nên là không dám bán, cũng không dám cho nữa. Cũng như là ráng bảo bọc cho biết anh, biết em để đoàn tụ trong gia đình vậy đó. Còn cái vụ mà chị bị xỉn sai sau này, cũng như là chồng không biết lo, rồi cứ một mình nuôi 4 đứa con, rồi còn nuôi thêm bà ngoại nữa. Bà ngoại thì cũng phụ nuôi vậy đó. Nói là chị phụ nuôi mẹ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứ mà làm người ấy, làm con thì lúc nào cũng phụ nuôi cha mẹ hết. Rồi vừa nuôi chồng, nuôi con, nuôi mẹ. Dạ, yeah, rất là tội nghiệp cho mẹ của chị Ven. Dạ, yeah. Rồi cái vụ mà chị uống rượu xỉn sai thì sau này thôi. Dạ, yeah. Dạ, yeah. Thôi thì con nguyện cầu chúc cho cô Sáu luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Yeah. Bình an mỗi ngày cô Sáu nha. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, ngoại ơi. Dạ. Thì bữa nay mấy anh em con có ghé thăm ngoại á, dạ. Thì cũng có một dạ. Chút cái gọi là cái tấm lòng của mấy anh em con dạ. Gửi cho ngoại để mà mua ít gạo nha. Dạ. Dạ, con nguyện cầu chúc cho ngoại dạ. Luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe dạ. Và bình an mỗi ngày nha ngoại nha. Dạ, cậu dạ. Cũng vậy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ. Dạ.